Là nó mang lại cho gia đình những cái khoảnh khắc rất là đầm ấm và vui vẻ, nó là một điều mà kết nối tất cả thành viên trong gia đình với nhau. Cũng tạo cái sân chơi và ý thức cho các thành viên trong gia đình nâng cao sức khỏe. Thời gian tới thì nhà cũng sẽ tiếp tục phát huy cái tinh thần Sport Week đấy để tiếp tục rèn luyện thể thao cho cả nhà, rèn luyện sức khỏe để hướng tới những cái gì đó tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ cùng nhau khỏe, cùng nhau giúp đỡ được rất nhiều người hơn. Đặc biệt là qua trận đấu này thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Và chúng tôi mong muốn rằng là những cái hoạt động workout nhà cũng khỏe này sẽ được tiếp nối dài ở Olympia.